khi muốn nói ai đó đã từ bỏ một việc gì đó thì chúng ta có thể sử dụng động từ give up. Thì sao give up là verb in? Thì đối với câu của chúng ta, ba tôi đã bỏ hút thuốc được 2 năm. Đối với cụm từ 2 năm thì chúng ta có hai cách sử dụng. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn, thì chúng ta viết lại ba tôi thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ sở hữu là my father. Nếu như sử dụng quá khứ đơn thì động từ give up ở đây chúng ta sẽ chia dạng V2, đó là give up. Sau đó là verb in, động từ hút thuốc là động từ smoke. Thêm in thì chúng ta sẽ bỏ e và thêm in smoking. Nếu như sử dụng quá khứ đơn thì chúng ta sẽ sử dụng cách đây 2 năm, 2 years ago. Còn đối với nếu như sử dụng thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta có thể sử dụng my father has, và sau đó là V3, has given up. Tương tự sau đó cũng là verb in smoking, nhưng ở đây chúng ta sẽ dùng một khoảng thời gian, đó là for 2 years.